Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Con phải chào, con nhìn vô trong các xin bạn. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, bây giờ đến giờ trưa rồi. Hai mẹ con đói bụng quá. Thế là mẹ Dương mới gọi gà rán về nhà để hai mẹ con mình cùng ăn ha. Ruby ăn cháo chưa? Ruby ăn rồi, bây giờ Ruby ăn ăn gà rán. Đây, mẹ có mua cho Ruby gà viên nè. Đây, cái này là của Ruby nha. Tại vì Ruby còn nhỏ các bạn, nên là Ruby ăn cái gà viên này nó không có xương. Đó. Đây, cái này của Ruby, ok. Và đây là khoai tây lắc. Mẹ Dương mua cả khoai tây nữa cho Ruby ăn luôn. Đây các bạn nhìn nè. Đó, khoai tây nha. Rồi có cả hamburger nữa. Đây mẹ con mua thêm một phần khoai tây nữa. Để mẹ đổ chung vào đây luôn. Đây, đây là một cái hamburger cho bố Thịnh ha. Ủa hamburger dùng mẹ như không? Còn đây là gà rán đây. Wow. Để mẹ Dương cho phô mai cho mẹ Dương lắc lên. Này. Bây giờ để mẹ xuống mẹ lấy cái dĩa để mẹ đựng mấy miếng gà vô nha. Con ngồi đây chờ mẹ đi. Ừ, cầm đây. Trời ơi, nó mới ăn gà luôn. Đây, để mẹ đổ pha đây. Mày gì vậy? Gà rán á. Mèo trong trong đây nè, cương đây nè. Cái này có cay không? Cay cay không? Cay á. Ừ, tương cà con nè. Đây tương cà con chấm này nè. Đó. Này cay không? Không, nó không cay. Có tương cà không có cay. À, có tương ớt đây nè. Còn tương cà nó cho mình tương cà nhiều quá. Tương ớt thì cho ít xịt à. Hôm qua Ruby cho mà. Mẹ ăn cay không? Cái trái gì vậy? Hả? Vân cẩn. Vân cẩn hả? Ruby ăn gì vậy? Vân cẩn luôn. Mình chấm khoai tây chiên nha. Rồi để mẹ ăn thử coi. Ngon ha. Ngon ha. Nhưng ăn tròn tròn ta. Không biết ai được cái này luôn. Không được không? Đây mình đổ cái gà viên ở đây cho các bạn nhìn. Nhiều ai vậy? Của Ruby á. Nhiều ai vậy? Của chung hết bố mẹ với Ruby ăn cùng luôn. Hai người ăn hết. Này gì vậy? Bị cắn ở giữa nè. Con có ăn cái gà không xương này nè, cái đó có xương ăn khó lắm á. Cái này cá trưng không? Không. Không hả? Mai Ruby nhớ Ruby uống nước ngọt nha. Uống nước ngọt mới ăn.
ngon quá. Gà mua pizza ăn nha. Ngon ha. Pizza gì vậy? Cái chuyện con cấu. Ngon quá. Quá ngon. Cho bố cắn miếng à, em mày chấm cho nha. Mẹ dùng cắn xương đi. Bố thường cắn miếng hết của mẹ luôn. Để sao á? Tôi đâu biết ăn nha. Ngon không? Ngon gì ở bên trong á? Nha, cái lớp giòn á. Cái lớp da giòn á. Hôm nay Ruby nói Ruby thèm gà rán. Ha. Mẹ order gà rán về. Ăn. Ngon ha. Ủa Ruby không ăn gà viên hả? Con ăn gà của người lớn á. Ruby ăn gà không được đâu. Vậy bố quay bố ăn gà viên đi. Ruby ăn hết cái gà của bố à. Ăn ít nha Ruby nhá. Ăn nhiều quá. Con mới ăn kéo rồi đó. Ruby đang ăn gì vậy? Khoai tây chiên. Đang ăn gì vậy? Cắm gà. Ăn này bứt nhả vô. Ngon quá. Ngon quá. Ruby cho bố ăn cái gì vậy? Khoai tây chiên hả? Khoai tây chiên đúng ớt này nha. Mình đừng hay đây. Đây vô vô đi. Mình muốn tay ở trong mà bát đi. Ngon lắm, nhìn Ruby ăn ngon nhỉ. Mình ngon không? Ngon lắm. Ai nằm ngon cho mẹ. Ai nằm ngon cho mẹ. Mấy cô mấy chú á. Mấy cô mấy chú ở tiệm á. Ta vô video được. Chút của mình rửa mình ăn xong mình rửa. Mình bây giờ nói chưa? Bây giờ nữa cho. Bố ngưng bố ăn đi.
đúng rồi. Đang đây chị đi đâu? No chưa? Chưa. No rồi. No rồi. Sao rồi? Mày nhìn coi mày biết con no rồi. Rồi nhá. Mắm mắm. Bố đang ăn cái gì vậy? Gà nhím. Tụi đói đâu? Gà dạ anh nha. Ủa rồi miếng nhỏ ha. Còn bố miếng to. Chưa, 1 giờ. Đúng mà mình ngủ dậy chiều thì mình đi chơi công viên nữa ha. Ra bố. Công viên cho mày đi chơi chơi cho. Vô vô vô. Vô cho chuyện. No quá các bạn ơi. Hai mẹ con nãy giờ ăn hết rồi, còn có nhiêu đây à. Mình no quá. Ruby no chưa? Chưa. Trời ơi, mẹ no rồi đó. Ruby chưa no nữa. Ăn gì mà ghê vậy? Thôi, mẹ no rồi. Mẹ thôi, mẹ ăn hết miếng này là mẹ thôi, mẹ không ăn nữa nè. No quá. Ăn xong rồi đi ngủ thôi. No quá. Các bạn ơi, mẹ Dương với Ruby phải tạm biệt các bạn thôi. Tại con phải đi dọn dẹp nữa, tại vì ăn no quá rồi. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui nha. Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh Phương Phương Channel để được làm thành viên của Phương Phương Channel nha.